chào mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình nhé. Và lại là mình đây, thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Triều Tiên cảnh báo Mỹ về ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân. Triều Tiên cho biết việc Mỹ triển khai tàu ngầm chiến lược tới Hàn Quốc có thể đáp ứng điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tôi muốn nhắc quân đội Mỹ về thực tế rằng việc Washington triển khai tàu ngầm hạt nhân và khí tài chiến lược khác với mức độ công khai ngày càng tăng có thể chạm ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân được quy định trong luật của Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Soo-nam hôm nay ra tuyên bố cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ leo thang căng thẳng trong khu vực, theo hãng thông tấn nhà nước KCNA. Bình luận của Triều Tiên được đưa ra sau khi tàu ngầm chiến lược USS Kentucky của Mỹ cập cảng thành phố Busan, phía nam Hàn Quốc đầu tuần này. USS Kentucky là tàu ngầm có khả năng triển khai tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân SSBN lớp Ohio. Mỹ thường giữ bí mật tối đa điểm đến của tàu ngầm hạt nhân chiến lược và chỉ công khai cảng chúng ghé thăm khi muốn phát thông điệp răn đe. Lần gần đây nhất Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân tới Hàn Quốc là năm 1981. Các thế lực thù địch đã tạo ra mối đe dọa hạt nhân trực tiếp và rõ ràng với Triều Tiên bằng cách đưa tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio đến căn cứ tác chiến cảng Busan. Điều này đồng nghĩa vũ khí hạt nhân chiến lược đã được triển khai lần đầu tiên trên bán đảo Triều Tiên sau 40 năm, ông Kang nói. Washington tuyên bố triển khai tàu ngầm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tới Mỹ hồi tháng 4. Triều Tiên phản đối triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ quanh bán đảo. Đối với Mỹ và Hàn Quốc, việc sử dụng sức mạnh quân sự chống lại Triều Tiên sẽ là lựa chọn đau khổ nhất khi họ không còn cơ hội để suy nghĩ về sự tồn tại của mình nữa, ông Kang nói. Căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng gần đây leo thang liên quan tới tình hình tại bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh. Mỹ đã tổ chức các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Hàn Quốc và Nhật Bản, động thái gấp chỉ trích gay gắt từ Triều Tiên. Kim Jong-chon, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 4 tháng 7 nói Bình Nhưỡng sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn cả về phương thức lẫn quy mô với nỗ lực tăng cường hiện diện các khí tài chiến lược tại bán đảo Triều Tiên của Washington. Bà tuyên bố Triều Tiên sẽ xây dựng biện pháp răn đe hạt nhân áp đảo nhất cho đến khi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch. Tin kế tiếp, Ukraine khai hỏa đạn chùm của Mỹ tấn công lực lượng Nga. Quân đội Ukraine bắt đầu sử dụng đạn chùm Mỹ cung cấp để phá vỡ phòng tuyến kiên cố của Nga ở mặt trận Đông Nam, theo quan chức Kiev. Một quan chức Ukraine giấu tên cho biết đạn chùm đã được bắn vào các chiến hào dọc phòng tuyến Nga đang cản trở chiến dịch phản công của Kiev, Washington Post ngày 20 tháng 7 đưa tin. Ngoài các vị trí tiền tuyến ở Đông Nam Ukraine, đạn chùm cũng dự kiến được sử dụng ở mặt trận gần thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk mà Nga đang kiểm soát. Phòng tuyến của Nga ở Đông và Nam Ukraine được củng cố bởi bãi mìn dày đặc. Lực lượng phòng thủ Nga đã thành công trong việc ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine, bắt đầu từ khoảng một tháng trước. Đầu tuần này, Đại tá Olesa Bakulin, chỉ huy lữ đoàn 57 của Ukraine nói rằng đạn chùm cần thiết để gây thiệt hại tối đa cho bộ binh đối phương, dù chúng sẽ không giải quyết mọi vấn đề của chúng tôi trên chiến trường. Quân đội Ukraine hôm 13 tháng 7 nói rằng đã nhận được đạn chùm do Mỹ viện trợ. Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi đây là quyết định rất khó khăn, song nhấn mạnh Ukraine cần thêm đạn dược để bổ sung vào kho dự trữ đã cạn kiệt. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16 tháng 7 tuyên bố Nga có đủ các loại đạn chùm trong kho dự trữ và nếu Ukraine dùng loại vũ khí này chống lại chúng tôi, Nga bảo lưu quyền đáp trả tương ứng. Nga chưa bình luận về thông tin Ukraine sử dụng đạn chùm và chưa rõ phản ứng trên thực địa của Moscow đối với động thái này. Hơn 100 quốc gia đã ký công ước về bom, đạn chùm CCM, trong đó cấm sản xuất, tích trữ, sử dụng và chuyển giao vào loại vũ khí này. Mỹ, Nga và Ukraine không ký kết CCM. Đạn chùm không gây sát thương bằng thuốc nổ hoặc đầu đạn xuyên phá thông thường, mà chứa lượng lớn đạn con được phát tán khi đến gần mục tiêu. Cơ chế này cho phép một quả đạn mẹ rẽ hàng trăm đến hàng nghìn đạn con trên diện rộng. Hiệu quả sát thương cao hơn nhiều so với đạn pháo và rocket nổ mảnh thông thường. Một số quả đạn con có thể gặp trục trặc với ngòi nổ, khiến chúng không kích hoạt và rơi rải rác mà không có bất cứ bản đồ đánh dấu nào. Những đạn con này vẫn giữ nguyên cơ chế kích hoạt và có thể phát nổ khi ai đó chạm vào,
ngay khi chiến sự đã kết thúc nhiều năm. Tin tiếp theo, Trung Quốc tìm cách ngăn khó lãnh đạo Đài Loan tới Mỹ. Đại sứ Trung Quốc cho biết ưu tiên của Bắc Kinh hiện nay là ngăn phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức tới Mỹ vào tháng sau. Chúng tôi muốn thống nhất một cách hòa bình, nhưng những người ly khai Đài Loan đang thúc đẩy chương trình nghị sự của họ, tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong phát biểu tại diễn đàn an ninh APEC ở bang Colorado ngày 19 tháng 7. Bình luận của ông Tạ được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường cảnh báo phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức không tới Mỹ tháng tới. Theo kế hoạch, ông Lại sẽ tới dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Paraguay ngày 15 tháng 7 và quá cảnh ở Mỹ. Kế hoạch này khiến Bắc Kinh tức giận và coi ông Lại là người ly khai. Cần phải kiềm chế các động thái khiêu khích của những phần tử ly khai Đài Loan, ông Tạ Phong nói thêm. Ưu tiên của chúng tôi hiện nay là ngăn Lại Thanh Đức tới Mỹ. Đại diện của Mỹ tại Đài Loan hôm 19 tháng 7 nói rằng không có lý do gì để Trung Quốc thực hiện hành động khiêu khích đáp trả vì ông Lại quá cảnh ở Mỹ. Theo quan chức này, những chuyến quá cảnh như vậy đã diễn ra nhiều năm và là lệ thường. Đài Loan sẽ tổ chức các cuộc bầu cử lãnh đạo cơ quan hành pháp và lập pháp vào tháng 1 năm 2024. Ông Lại, ứng viên của đảng Dân Tiến cầm quyền, đang dẫn đầu trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận. Tháng 8 năm ngoái, Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là Nancy Pelosi thăm Đài Loan. Trung Quốc phản ứng gay gắt với chuyến thăm của bà Pelosi bằng cách tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có quanh Đài Loan. Quân đội Trung Quốc tiếp tục tập trận lớn quanh đảo hồi tháng 4 khi lãnh đạo Đài Loan thấy Anh Văn quá cảnh ở Mỹ và gặp đương kim Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Bản tin thứ tư, Đức cảnh báo vì sư tử chạy rong. Cảnh sát Đức cảnh báo người dân ở trong nhà, đồng thời điều động trực thăng tìm kiếm con sư tử chạy rong ở vùng ngoại ô phía nam Berlin. Cảnh báo với cư dân được cảnh sát Đức công bố sáng 20 tháng 7 sau khi hai người nhìn thấy một con sư tử đuổi theo lợn rừng trên đường vùng ngoại ô. Hiện chưa rõ con vật có nguồn gốc từ đâu bởi chưa có sở thú nào trong thành phố cấp báo có sư tử sổng chuồng. Chúng tôi nhận được tin báo của người dân lúc nửa đêm nói rằng họ nhìn thấy một con thú săn mồi đang đuổi theo lợn rừng. Daniel K., phát ngôn viên cảnh sát Brandenburg, bang bao bọc quanh thủ đô Berlin nói, sau khi xem xét video mà người dân gửi tới, cảnh sát nhận định con thú săn mồi nhiều khả năng là sư tử cái. Cảnh sát đặt vùng ngoại ô phía tây nam Berlin trong tình trạng báo động và mở rộng khu vực tìm kiếm. Giới chức đã điều động lực lượng sử dụng trực thăng để sùng lục khu dân cư Kemanor, Tentot và Standor. Con thú vẫn chưa được tìm thấy, sở cảnh sát bang Brandenburg thông báo lúc 7:30. Tương ứng 12:30 giờ Hà Nội, chúng tôi yêu cầu người dân không rời khỏi nhà. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất ở trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Nhà ngoại giao Nhật bị tấn công thù ghét ở Mỹ. Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Oregon bị thương sau khi một phụ nữ Mỹ đẩy ông ngã trên vỉa hè trong vụ tấn công thù ghét nhắm vào người châu Á. Juro Yoshioka, 62 tuổi, tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Portland, bang Oregon bị đẩy ngã khi đang đi bộ một mình trên phố hôm 17 tháng 6. Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 19 tháng 7 cho biết, nhà ngoại giao Nhật Bản nói với cảnh sát Portland rằng ông bị một phụ nữ Mỹ vô cớ xô ngã từ đằng sau, khiến ông bị đập đầu vào vỉa hè và chịu một vết rách làm chảy nhiều máu. Ông Yoshioka sau đó được nhân viên y tế đưa tới bệnh viện xử lý vết thương. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết ông xuất viện ngay trong ngày và đã trở lại làm việc. Nghi phạm tấn công được xác định là Adisa Jen Minone Robinson, 23 tuổi. Hồ sơ tòa án cho biết người phụ nữ này đã bị bắt và đối mặt với cáo buộc tấn công với động cơ thù ghét sắc tộc. Robinson từng bị buộc tội hành hung một người đàn ông gốc Á 76 tuổi vào tháng 8 năm ngoái, khi tiếp cận từ phía sau và đánh liên tục vào đầu người này. Sau vụ tấn công, nhà ngoại giao Yoshioka nói rằng ông vẫn rất vui khi được bổ nhiệm đến Portland và không thay đổi ấn tượng tốt đẹp về thành phố. Năm 2021, Masaki Shiga, người tiền nhiệm của ông Yoshioka,
được cho là đã viết thư cho thống đốc Castro khi đó để bày tỏ lo ngại về vấn đề người gốc Á bị tấn công. Trong thư, Siga nói rằng có khoảng 9.000 người Nhật sống ở bang Oregon. Chúng tôi có thể sẽ phải suy nghĩ lại về vấn đề an toàn ở bang này, nhà ngoại giao Nhật Bản viết. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của kênh ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông ở bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng Chòi Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian sắp tới cũng như trong tương lai sẽ ngày càng được nhiều khán giả hơn nữa ủng hộ mình tiếp luôn nha cả nhà. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo nha. Bye bye.